Tiếp theo cô trò mình cùng chuyển sang đến bài tập số 2 là một bài tập về hàm số. Có đề bài như sau: cho hàm số y bằng m trừ 1 nhân x cộng 4 có đồ thị là đường thẳng D. Ý A là vẽ đồ thị khi m bằng âm 1. Ý B là tìm m để đường thẳng D song song với đường thẳng delta. Có phương trình là y bằng 2x trừ 7. Ý C là tìm m để đường thẳng D cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích là bằng 6. Bây giờ cô sẽ đi làm IA trước là vẽ đồ thị hàm số. Với m bằng âm 1. Với m bằng âm 1 thì ta có đường thẳng D. Lúc này có phương trình là y bằng, em thay vào thôi, chỗ nào là có m ta thay bằng âm 1. Âm 1 trừ 1 nhân x cộng 4, đúng không? Như vậy đường thẳng D có phương trình là y bằng âm 2x cộng 4. Muốn vẽ đồ thị hàm số cô nói ngay là ở trong cái phần ở trong chuyên đề của đồ thị hàm số cô đã nhắc rất nhiều lần, đó là muốn vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b thì ta có hai cách vẽ, đúng không? Nó là một đường thẳng. Nên cách thứ nhất là các em có thể xác định giao điểm của đường thẳng D với trục hoành và giao điểm của đường thẳng D với trục tung, sau đó các em nối hai cái điểm đó vào là ta được đường thẳng DY bằng ax cộng b. Hoặc là các em có thể xác định hai điểm bất kỳ thuộc đồ thị này, điểm C và D bất kỳ có tọa độ là x1, x2 bất kỳ, có hoành độ x1, x2 bất kỳ. Các em có thể lấy x1 bằng 1, x2 bằng 2 đều được. Hoặc là x1 bằng 0, x2 bằng âm 1 cũng đều được. Nhưng ở đây cô sẽ làm theo cách thứ nhất, đó là xác định giao điểm của đường thẳng D với hai trục tọa độ, trục OX và trục OY, đúng không? Cô có bảng giá trị như sau. X này, Y bằng âm 2X cộng 4. Xác định giao điểm của trục hoành với trục tung. Giao điểm của đồ thị. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung thì ta cho x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng âm 2 nhân 0 cộng 4 là bằng 4. Ta có điểm thứ nhất, A có tọa độ là 0, 4. Giao điểm của đồ thị với trục tung. Còn giao điểm của đồ thị với trục hoành thì ta sẽ cho tung độ bằng 0. Mọi điểm trên trục hoành thì đều có tung độ bằng 0. Y mà bằng 0 thì ta có là âm 2x cộng 4 bằng 0, đúng không? Âm 2x bằng âm 4. Như vậy x sẽ bằng 2, âm 4 chia cho âm 2 là bằng 2. X bằng 2. Như vậy ta có điểm B có tọa độ là 2, 0. Vậy đồ thị của hàm số chính là đường thẳng đi qua hai điểm A và B nhá. Vậy đồ thị D của hàm số y bằng âm 2x cộng 4. Âm 2x cộng 4 là đường thẳng AB. Là đường thẳng AB. Các em chỉ cần xác định điểm A và điểm B, sau đó nối hai điểm này vào thì ta được đồ thị D. Bây giờ cô sẽ vẽ hệ trục tọa độ này. OX là trục nằm ngang. OX là trục nằm ngang. OY vuông góc với OX. X, OY. Được chưa? A có tọa độ là 0, 4, x bằng 0, y bằng 4, x bằng 0, y bằng 4. Đây là 1, 2, 3, 4. Như vậy đây chính là điểm A nhé. A có tọa độ là 0, 4. Đây chính là điểm A có tọa độ là 0, 4. Điểm B có tọa độ là 2, 0, x bằng 2 và y bằng 0, x bằng 2, y bằng 0, x bằng 1, x bằng 2. Như vậy đây chính là điểm B, đúng không? Có tọa độ là 2, 0. Bây giờ các em nối hai cái điểm này vào thì ta được đồ thị của hàm số. Đây chính là đường thẳng D. Y bằng âm 2x cộng 4 nhá. Y bằng âm 2x cộng 4. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã xong ý A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B có đề bài là tìm m để đường thẳng D song song với đường thẳng delta y bằng 2x trừ 7. Ý B này. D thì có phương trình là y bằng m trừ 1 nhân x cộng 4, đúng không? M trừ 1 nhân x cộng 4. Còn đường thẳng delta
thì có phương trình là y bằng 2 trừ 7. Bây giờ tìm m. Đường thẳng delta, tìm m để đường thẳng delta song song với đường thẳng d song song với đường thẳng delta. Thì bây giờ cô lại nhắc lại vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng như sau. Ví dụ cho đường thẳng d1 có phương trình là y bằng a1x cộng b1. Đường thẳng d2 có phương trình là y bằng a2x cộng b2. Cho hai đường thẳng trong mặt phẳng thì có mấy vị trí tương đối của chúng? Có 3 đúng không? Vị trí thứ nhất đó là d1 cắt d2. D1 cắt d2. Khi và chỉ khi hai hệ số góc khác nhau. A1 khác A2 đúng không? D1 cắt D2. Đây là D1 và đây là D2 cắt nhau tại một điểm chưa? Được chưa? Vị trí thứ hai là D1 song song với D2. Song song với D2 thì khi và chỉ khi hai hệ số góc bằng nhau. Và tung độ gốc thì phải khác nhau. Nhá. Hai đường thẳng song song. Không có điểm chung. Khi và chỉ khi là chúng không có điểm chung. Được chưa? Không có điểm chung. Các em nhớ nhá là tung độ gốc hệ số góc bằng nhau, còn tung độ gốc thì khác nhau. Hệ số góc bằng nhau, A1 bằng A2. Vị trí thứ ba đó là D1 trùng với D2. Thì hai đường thẳng này có vô số điểm chung, trùng nhau. Trùng nhau mà, có vô số điểm chung. Thì khi và chỉ khi là hai hệ số góc bằng nhau, A1 bằng A2, tung độ gốc cũng phải bằng nhau. Nhá. Ngoài ra thì còn có thêm trường hợp đặc biệt, đó là D1 vuông góc với D2. Trường hợp này chính là trường hợp đặc biệt của trường hợp thứ nhất. Trường hợp D1 cắt D2. Vì sao? Vì hai đường thẳng vuông góc thì chúng cũng phải cắt nhau, đúng không? Trường hợp này là trường hợp đặc biệt thứ nhất. Ít dùng nhưng mà cô vẫn cứ nhắc ra. D1 vuông góc với D2. Thì khi và chỉ khi là tích hai hệ số góc bằng âm 1. Tích hai hệ số góc bằng âm 1. Như vậy, D, đường thẳng D mà song song với đường thẳng delta. Ta có này, đường thẳng D song song cả đường thẳng delta. Thì khi và chỉ khi nó chính là trường hợp thứ hai, đúng không? Hai hệ số góc bằng nhau và tung độ gốc phải khác nhau. Hệ số góc của đường thẳng D1 là m trừ 1, được chưa? Khi và chỉ khi là m trừ 1 phải bằng 2. Còn tung độ gốc 4 khác âm 7. 4 thì luôn luôn khác âm 7 rồi. Như vậy, luôn luôn thỏa mãn. Bây giờ ta chỉ cần tìm m thôi. M trừ 1 mà bằng 2. M trừ 1 mà bằng 2 thì suy ra được là m bằng 3. Đúng không? Như vậy, khi và chỉ khi là m bằng 3. Vậy với m bằng 3. Vậy với m bằng 3. Thì đường thẳng D sẽ song song với đường thẳng delta. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý C. Ý cuối cùng của bài tập số 2 có đề bài là tìm m để đường thẳng D cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích là bằng 6. Cắt hai trục tọa độ như vậy, đầu tiên là các em phải xác định giao điểm của đường thẳng D với trục hoành và giao điểm của đường thẳng D với trục tung, đúng không? Bây giờ cô sẽ xác định này. Giao điểm của đường thẳng D với trục tung. Thực ra là ở IA chúng ta cũng đã xác định rồi, giao điểm của đường thẳng D y bằng m trừ 1 nhân x cộng 4 với trục tung. Với trục tung là, thì các em chỉ cần cho x bằng 0, đúng không? Tại vì cô nhắc lại một lần nữa là mọi điểm nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0. X bằng 0 thì y bằng bao nhiêu? Y bằng, các em thay vào, m trừ 1 nhân 0. M trừ 1 nhân 0 cộng 4 bằng 4, được chưa? Như vậy, giao điểm của đồ thị với trục tung luôn luôn là điểm, giả sử ở đây cô ký hiệu là điểm C đi, có tọa độ là 0,4. Đúng không? Có tọa độ là 0,4. Bây giờ cô sẽ tìm giao điểm của đồ thị với trục hoành. Giao điểm của đường thẳng D với trục hoành. Với trục hoành thì các em chỉ cần cho y bằng 0 thôi, đúng không? Y bằng 0. Y bằng 0, bây giờ muốn tìm x thì ta có là m trừ 1 nhân x. M trừ 1 nhân x cộng 4 bằng 0, đúng không? Suy ra được là y bằng 0. Hay là tính ra luôn ở đây này, x sẽ là bằng m trừ 1 nhân x
bằng âm 4 chưa? Như vậy x sẽ là bằng âm 4 chia cho m trừ 1. Âm 4 chia cho m trừ 1. Như vậy ta có giao điểm của đường thẳng D với trục hoành là điểm D. Điểm D có tọa độ là âm 4 chia cho m trừ 1. Không. Bây giờ ta sẽ vẽ đồ thị của đường thẳng D này. Đường thẳng D luôn luôn đi qua điểm C có tọa độ là 0,4 rồi. Cố định, điểm này cố định rồi. X OI 0,4. Đây là điểm 4, đúng không? Như vậy đây là điểm C có tọa độ là 0,4. Điểm D có tọa độ là, đây là điểm D có tọa độ là trừ 4 chia cho m trừ 1, đúng không? Điểm D có tọa độ là âm 4 chia cho m trừ 1, không? Các em nối vào thôi. Ta được đồ thị D, đây chính là đường thẳng D. Như vậy, đề bài người ta bắt mình phải tìm M để đường thẳng D cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích bằng 6. Tam giác có diện tích bằng 6, như vậy là đường thẳng D cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác OCD chưa? Bây giờ ta phải tìm M để diện tích tam giác OCD là bằng 6. Diện tích tam giác OCD bằng 6. Thì các em nhìn thấy là tam giác OCD có điều gì đặc biệt? Tam giác OCD chính là tam giác vuông, dễ nhìn thấy đúng không? Như vậy diện tích tam giác vuông thì sẽ là bằng tích hai cạnh góc vuông chia 2 bằng OC nhân OD chia 2. Như vậy ta phải tính được độ dài đoạn thẳng OC và tính được độ dài đoạn thẳng OD. OC này, C có tọa độ là 0,4 thì suy ra được là OC sẽ là bằng 4, đúng không? Và OD chính là khoảng cách từ điểm âm 4 chia cho m trừ 1 đến 0, chính là trị tuyệt đối của âm 4 chia cho m trừ 1. Được chưa? Chính là bằng 4 chia cho trị tuyệt đối của m trừ 1. Đúng không? Vậy diện tích tam giác OCD. Diện tích tam giác OCD là diện tích OCD bằng tích hai cạnh góc vuông chia 2. OC chia cho OD chia 2. OC là bằng 4 nhân OD bằng 4 chia cho trị tuyệt đối của m trừ 1 chia 2 bằng 6. Bây giờ ta phải tìm m. Thỏa mãn cái phương trình này hay là chính là ta phải giải phương trình, đúng không? Chuyển về bài toán giải phương trình. Ta có là 4 x 4 bằng 16. Hay là 4 chia cho 2 là bằng 2. 2 x 4 bằng 8. 8 chia cho trị tuyệt đối của m trừ 1 bằng 6, đúng không? Như vậy trị tuyệt đối của m trừ 1 sẽ là bằng, trị tuyệt đối của m trừ 1 là bằng 8/6. 8/6 là bằng 4/3. Trị tuyệt đối của m trừ 1 bằng 4/3. Bây giờ ta giải phương trình này thôi, đơn giản giải phương trình trừ dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Bằng 4/3. Thì khi và chỉ khi là m trừ 1 bằng 4/3 hoặc là m trừ 1 bằng âm 4/3. Âm 4/3. Như vậy, m trừ 1 mà bằng 4/3 thì m sẽ là bằng 7/3. 4/3 cộng 1 bằng 7/3. M trừ 1 bằng âm 4/3. Âm 4/3 cộng 1 là âm 1/3. Vậy với m bằng 7/3 hoặc m bằng âm 1/3 thì đường thẳng D sẽ cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích là bằng 6 nhá. Tiếp theo, cô trò mình cùng chuyển sang đến bài tập số 3 là một bài tập về hình học có đề bài như sau. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB bằng 2R, kẻ tiếp tuyến AX của đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn lấy điểm M bất kỳ, gọi E là trung điểm của AM và C là giao điểm của AX và OE. Ý A chứng minh rằng OC song song với BM. Ý B chứng minh rằng CM là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Ý C, từ B, kẻ tiếp tuyến BI của đường tròn tâm O, gọi giao điểm của CM và BI là D.
Giao điểm của OD và BM là F. Chứng minh rằng OE nhân OC bằng OF nhân OD bằng OB bình. Ý D là tìm vị trí của điểm M trên nửa đường tròn để diện tích tứ giác OMF là lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó theo R. Bây giờ cô sẽ vẽ hình này cho nửa đường tròn tâm O. Nửa đường tròn tâm O. Đường kính AB bằng 2R. Nửa đường tròn tâm O, đường kính AB bằng 2R. Kẻ tiếp tuyến AX của đường tròn tâm O. Kẻ tiếp tuyến AX. AX. Tiếp tuyến AX thì AX sẽ vuông góc với AB tại A, đúng không? Trên nửa đường tròn lấy điểm M bất kỳ. Các em chú ý là trên nửa đường tròn lấy điểm M bất kỳ thì các em đừng lấy điểm chính giữa nhá. Lấy lệch ra một chút. Trên điểm M, nửa đường tròn lấy điểm M. Gọi E là trung điểm của AM. E là trung điểm của AM. Khi nói E là trung điểm thì chắc chắn OE sẽ phải vuông góc với AM, đúng không? Theo mối quan hệ giữa đường kính và dây cung. C là giao điểm của AX và OE. Đây chính là E này. E là trung điểm của AM. C là giao điểm của AX với OE. Ý A là chứng minh rằng OC song song với BM. OC song song với BM. IA. Bây giờ cô trò mình cùng đi làm IA trước. IA này. Chứng minh rằng OC song song với BM. Thì cô vừa mới nói là OC sẽ vuông góc anh nào nhỉ? Vì E là trung điểm của AM, đúng không? E là trung điểm của AM thì theo mối quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây trong đường tròn thì đường kính đi qua trung điểm của một dây thì sẽ vuông góc với dây đó, đúng không? Như vậy là OC phải vuông góc với AM. OC vuông góc với AM. Như vậy muốn chứng minh OC mà song song với BM thì ta phải chứng minh BM cũng phải vuông góc với AM. Thế BM vuông góc với AM vì sao? BM vuông góc với AM thì cái tam giác AMB phải vuông tại M. AMB vuông tại M vì sao? Thì các em lại nhớ lại tính chất đó là tam giác mà có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó sẽ là tam giác vuông. Tam giác AMB nội tiếp đường tròn tâm O chưa? Có AB là đường kính thì hiển nhiên là tam giác này phải là tam giác vuông tại M. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Hai đường thẳng này cùng vuông góc đường thẳng thứ ba thì chúng sẽ song song với nhau. Đúng không? Từ vuông góc đến song song. Xét tam giác AMB nội tiếp đường tròn tâm O. Nội tiếp đường tròn tâm O. Có AB là đường kính. AB là đường kính. Thì ta suy ra được là tam giác AMB vuông tại M. Vuông tại M. Vuông tại M thì ta suy ra được là AM phải vuông góc với BM. Được chưa? Xét đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O. Có E là trung điểm của AM. Có E là trung điểm của AM. Theo giả thiết, đúng không? AM là dây chứ. Trung điểm của AM
thì suy ra được là OC hay là OE? OE phải vuông góc với AM. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây. Đường kính và dây. OE vuông góc với AM. Vậy ta có này. BM thì vuông góc với AM, chứng minh trên. OC cũng vuông góc với AM, chứng minh trên. Đúng không? Từ hai điều này thì ta suy ra được là OC sẽ phải song song với BM. Điều phải chứng minh. Được chưa? Điều phải chứng minh. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B có đề bài là chứng minh rằng CM là tiếp tuyến. Chứng minh rằng CM là tiếp tuyến. Tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Các em chú ý cho cô là muốn chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến thì thông thường chúng ta phải chứng minh điều gì? Chúng ta sẽ phải chứng minh là đường thẳng đó vuông góc với cả bán kính tại tiếp điểm, đúng không? Như vậy CM ta phải chứng minh vuông góc với bán kính. Bán kính ở đây phải là bán kính OM. Bán kính của đường tròn tâm O. OM. Như vậy, muốn chứng minh CM là tiếp tuyến thì ta phải chứng minh được là CM vuông góc với OM hay là ta phải chứng minh được góc CMO bằng 90 độ. Muốn chứng minh CMO bằng 90 độ thì ta làm như thế nào? Các em nhìn lên trên hình thì chúng ta sẽ phải chứng minh hai cái tam giác bằng nhau. Ta phải chứng minh tam giác CMO bằng tam giác CAO. Hai tam giác này bằng nhau thì CMO bằng CAO bằng 90 độ chưa? Như vậy là chúng ta sẽ phải chứng minh tam giác CMO bằng tam giác CAO. Thế vì sao hai tam giác này lại bằng nhau? Thì các em nhìn lên trên hình đã có những yếu tố nào bằng nhau rồi? Đã có là OM bằng OA bằng bán kính chưa? Và OC là cạnh chung, như vậy là đã có hai yếu tố về cạnh rồi đúng không? Bây giờ ta chỉ cần chứng minh hai cặp góc xen giữa nữa thôi. Nhá, nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh đúng không? Hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia. Bây giờ ta phải chứng minh được là góc O1 bằng O2 đi. Cô ký hiệu để viết cho nó dễ. Thế vì sao O1 lại bằng O2? Thì ta thấy rằng là tam giác AOM là tam giác cân tại O chưa? AOM là tam giác cân tại O. Có OE là trung tuyến, đúng không? OE là trung tuyến cũng chính là đường cao, là phân giác. Thì suy ra O1 bằng O2. Như vậy là hai cái tam giác này có ba yếu tố bằng nhau. Như vậy hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Cô sẽ trình bày như sau. Bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Do hay là xét tam giác chứng minh OC là tia phân giác trước. Xét tam giác AOM có OA bằng OM bằng bán kính. Suy ra tam giác AOM cân tại O. Thì suy ra được là OE là trung tuyến. OE là trung tuyến. Cũng là tia phân giác. Cũng chính là tia phân giác. Từ đây thì ta sẽ suy ra được là góc O1 bằng góc O2. Đúng không? Như vậy là ta sẽ xét tam giác COM và tam giác COA có OM bằng OA vì cùng bằng bán kính. OM bằng OA bằng bán kính. Có góc O1 bằng góc O2, chứng minh trên. Và có OC là cạnh chung. OC là cạnh chung. Từ đây thì ta suy ra được là tam giác COM
sẽ bằng tam giác COA theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Hay các em nhìn lên trên hình này, cạnh góc cạnh, được chưa? Hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta suy ra được là góc CMO sẽ bằng góc CAO bằng 90 độ. Được chưa? Suy ra CM là tiếp tuyến, là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Điều phải chứng minh